Dạ, điểm mạnh của em thì vì em sống tự lập từ nhỏ nên thành ra em rất là nhanh nhẹn, tính cách cũng rất là mạnh mẽ, nên thành ra là hầu như mọi người xung quanh em thì sẽ thấy em rất là lạc quan. Còn điểm yếu thì đó cũng là điểm yếu của em luôn, tức là khi mà mình tự muốn làm mọi thứ một mình á thì thỉnh thoảng cái người bên cạnh của mình sẽ cảm thấy hơi cô đơn một chút. Mình mạnh mẽ quá mà, Dạ đúng đúng không? rồi. Thôi còn bạn Duy. Em thì cũng ưu điểm thì coi như là cũng hòa đồng và vui vẻ. Và vui vẻ cười tươi lên nào. Dạ. Hơi căng thẳng đúng không? Ừ. Lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên lên sân khấu có điểm yếu gì không? Đôi khi kinh doanh là quyết đoán nó hơi nhanh. Quyết đoán hơi nhanh trong kinh doanh. Dạ. Dĩ nhiên. Đôi khi là đấy, như từ lĩnh vực mà bên bán đồ đồ điện tử chuyển sang bên nội thất. Bên nội thất chỉ có trong vòng chưa đến 2 tiếng là đã đặt vé máy bay bay về ngoài đấy là học và chiến đấu ngay. Tức là quyết đoán trong kinh doanh ha. So với đó kinh doanh điện tử với giờ kinh doanh nội thất thì cái nào tốt hơn rồi? Thì kinh doanh điện tử nó bị thất bại, đâm em nhảy sang bên nội thất. Đúng rồi, mình phải chuyển liền, thấy không được là chuyển liền. Mình có mấy mối tình rồi Duy? Thì ngày trước thì có đã kết hôn. Đã kết hôn. Và ly hôn cách đây 4 năm mà ly thân là 5 năm. Em với bà xã sống bao nhiêu, trong bao lâu? Sống được 7 năm rưỡi. 7 năm rưỡi, có mấy cháu rồi? Có 2 cháu ạ. Cháu lớn nay 14 tuổi. 14 hả? Con trai hay con gái? Con trai. Còn đứa thứ hai? Bé năm nay là 8 tuổi. Là con gái? 8 tuổi con gái. Đang sống với ai? Sống với mẹ. Sống với mẹ. Hiểu rồi. Và bên đây mình nghe vậy là mình có cái cảm nghĩ gì ngay lúc này? Thì em cũng có một lần đổ vỡ hôn nhân. Ồ, dạ. Vậy hả? Cũng tụi em cũng ly dị cách đây 4 năm. Nhưng mà tụi em thì chưa có cháu. Nên thành ra là cái suy nghĩ nếu như mà có một người bạn mới và có hai thêm hai đứa trẻ đó thì cũng khá là vui. Như vậy là hai bạn cũng có hoàn cảnh đúng hơi rồi, gần gần giống nhau ha. Hai các bạn đã lỡ một chuyến đò rồi ha. Hy vọng ngày nay chúng ta sẽ có duyên để đi trên chuyến đò mới. Đúng. Để đi đến bến bờ khát vọng của tình yêu nha. Hai, chào em. Mối kìa Duy. Chào chị. Em có thường xuyên về thăm hai cháu không? Em cũng thỉnh thoảng. Vậy hả? Thỉnh thoảng. Vẫn phải trợ cấp đúng không? Dạ, vì trợ cấp thì em đưa một lèo. Đưa một lèo? Dạ. Tức là đưa từ đưa lúc một lần ly dị luôn? Đưa lần thì từ hồi đấy giờ là người ta là không cho nói chuyện với bố nữa. Có nghĩa là đất đai các thứ ở Bình Dương là em cho hết. Từ lúc đấy giờ đi là người ta không có cắt, không cho điện nữa. Không cho con gặp dạ, cha luôn? Đúng rồi, đúng. Ồ. Trời ơi. Thôi, lá rụng cũng về cội thôi. Ờ. Đàn trai làm trai số nó khổ lắm Vân ơi. Thân trai 12 bến nước, đôi khi nó lựa trúng bến đục nó cũng tội nghiệp đàn trai lắm. Trai khổ, trai khổ. Thương quá à, thật trai sự. Trai đời 4.0 cũng khổ lắm. Ừ. Do số phận hết á. Thì bây giờ biết đâu á, sau cái hôm nay á, thì là cái điều đó nó lại làm một cái động lực để mà cho hai bạn gọi là đến với nhau và mau chóng có được một cái mái ấm mới. Và có được niềm vui mới. Rồi vậy đúng đi. Không cháu trai cháu gái, tại vì bên đây nhà nữ tôi là chưa có em bé. Từ từ cũng có thôi. Ông có hiểu không mối? Thành ra hiểu. Là bây giờ nếu mà hai người đến với nhau thì chắc là tôi khuyến khích nhà gái tôi là có em bé liền đó. Ừ, để sớm đúng không? Ừ. Vậy là cái mong muốn của em với cái người bạn đời tiếp theo này thì em mong muốn điều gì? Em chỉ cần là sống mà có trách nhiệm một chút và với hai nữa biết chia sẻ trong công việc làm ăn thì. Ví dụ mình kinh doanh ấy, mình là phải biết là trao đổi với nhau. Ừ. Để ví dụ như muốn kinh doanh cái gì đấy là mình trao đổi với nhau để mà mình cùng làm việc. Rồi còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì dễ nhìn chút là được rồi. Dạ. Ừ. Nhưng mà quan trọng có tâm là chính. Dạ. Rồi. Giờ ông tiếp xúc với nhà gái tôi chút xíu nha. Rồi, cứ che nhà gái hoài vậy. Ông đừng có gọi bằng cháu nha, tại vì nhìn cái mặt tưởng lẳng nít nha. Đó, nhưng mà đây là một chào cô thiếu nữ lên. À, rồi chào em gái. Trẻ dễ sợ không? Xinh xắn mà. Hả? Trẻ rất là quá, dễ thương, mặt trẻ rất luôn. Là nét luôn á. Ừ. Em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Tại vì em cũng tự lập á nên thành ra em cũng muốn là cái người đàn ông đó cũng tự lập với có trách nhiệm. Còn ngoài ra thì ảnh hơi hiện đại chút xíu cũng được. Nói chung là tốt bụng. Tốt bụng. Dạ. Ừ. Anh cũng chỉ yêu cầu em có tâm và em cũng yêu cầu ảnh tốt bụng. Thế hai người này là thấy có cái điểm chung rồi đó. Ừ. Nhưng mà cái hoàn cảnh bây giờ nó đúng là cái đường đi nó cũng hơi khó khăn. Duy ở Bình Dương đúng không? Em ở Đồng Nai. Đồng Nai chỗ nào? Em ở ngay cầu Hóa An ạ. À, cầu Hóa An, còn đây ở Bình Chánh. Em ở Bình Chánh. Bộ xa lắm mà, có hai chữ Bình mà không có gần luôn à. Không.
nó hai chữ bình nhưng mà nó bình bình thôi, không xa cũng gần. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể đến với nhau. Gia đình em thì vẫn có nhà ở dưới Cần Thơ à. Nên thành ra là ba mẹ thì vì cũng còn hai bà yếu ở dưới, nên thành ra ba mẹ cũng đi đi về về. Thì hiện tại nhà đã là hai nhà rồi, một nhà Cần Thơ với nhà một nhà ở Sài Gòn rồi. Sài Gòn ở với ai? Dạ em ở với em gái em. Em gái? Dạ. Nhà riêng thì, mình đó hả cưng? Dạ đúng rồi. Ồ là đã mua nhà ở Sài Gòn rồi. Chỗ nào? Em ở ngay khúc vòng xoay An Lạc á anh. À vậy là dạ. Gần quá. Thế thì gần chỗ mấy thằng bạn anh rồi. Đừng thứ đừng có nói gần mấy thằng bạn. Không không, mấy thằng bạn nó đang làm kinh doanh ở đấy. Quan trọng là gần em thôi. Liên quan luôn á. Thì ý em hay lên chỗ ông bạn. Lên bạn hay ở đó luôn đi, được không? Hay lên trong mình chuyển qua đó mình kinh doanh đồ nội thất vòng xoay An Lạc quận 6 được không? Thì kinh doanh đấy thì chỗ nào cũng được anh nhỉ. Riêng đúng đất rồi. Sài Gòn ở chỗ nào cũng được nhưng mình mà có chỗ làm ăn tốt là mình có thể về được đúng không? Dạ. Cái đấy rất quan trọng. Đó là nãy giờ mình trao đổi qua lại rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân coi sao. Ừ. Dạ. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba mẹ. À, xin chào đại diện nhà gái. À, xin chào hai MC, xin chào tất cả mọi người. À, tôi là mẹ của cháu Thúy. Thì Thúy ở nhà là đứa con rất là ngoan, sống có trách nhiệm. Ở trường ấy thì thầy yêu bạn mến, đi làm thì đồng nghiệp cũng rất là thương. Thì hôm nay là có 4-5-6 người bạn đi theo luôn đó. Mẹ thấy anh bên này cũng rất là chững chạc và cũng trông rất là phúc hậu hiền lành. Mẹ mong là hai con là cho nhau cơ hội, tới đây gặp là cái duyên rồi, mình cho nhau cơ hội tìm hiểu tiến xa hơn thì tốt. Yeah. Xin hết. Thấy nhà gái thể hiện mức mà nói không dám nhìn luôn, sợ nghe nói tới ba mẹ nhà gái cái mặt luôn coi như xanh lè chân. Cười tươi lên nào, cười tươi lên, lấy thiện cảm nào rồi đồng chí Duy. Đã rung nay còn rung hơn nữa Duy. Đây Duy đi với ai? Em đi với ba chị em với một ông anh. À mời đại diện nhà trai. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và em chào xin gia đình họ nhà gái. Và thì em thấy em Duy nhà em thì có rất chừng là có trách nhiệm đến gia đình. Vâng, với lại em sống cũng thẳng. Và em Thúy bên này thì cũng có một cái rất chừng là mạnh mẽ. Và em thấy hai em này cũng nên cho nhau một cơ hội để cho các em tiến tới có thể xa hơn. Em xin cảm ơn. Cảm ơn hai gia đình nha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Tươi lên nha, mạnh mẽ lên nào Duy. Bắt đầu đi. Rồi mình nhận hoa của mình trước đi, mình nhận hoa trước rồi mình tặng hoa sau. À rồi. Chào. Rồi anh tặng em. Tôi lớn lên Duy. Em tặng cho bạn anh, rồi. Anh tặng chứ, anh tặng em. Em tặng cho bạn đây rồi. Thì cứ gọi là bạn đi. Dạ. Sao em bạn được anh. Người hơn người ta đến gần chục tuổi mà lại thì bạn gì? Quan bản này em đi ai thế em chưa biết như thế nào nhưng cứ gọi là bạn ạ. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ đó, em cũng có rồi, quà đó, tặng đi đứng đó, đứng đó chưa? Tới gần nữa. Em tặng anh. Cảm ơn em. Đây là một cái quyển sách cũ. Nó giống như là một cái ý nghĩa là cái giá trị của một người á, nó không quan trọng cái chuyện là nó mới hay nó cũ. Nó quan trọng ở cái chuyện nội dung của người đó. Và cái quyển sách này em rất là quý vì quyển sách này là của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Và em đã xếp hàng để mà chú Ánh ký tên vào đó. Nên em đã giữ 9 năm rồi thì giờ em tặng anh. Rồi, cảm ơn. Trời ơi, sao em lại có thể gọi là trao một cái mà nó quý của đời mình như vậy cho người ấy vậy? Cảm ơn em. Rồi. Coi như gặp đây có duyên chị. Mở ra coi cưng, mở ra coi. Cái sách tựa gì vậy? Dạ. Yêu em đi anh hả? Dạ không. Em cũng không rành cái quyển sách này. Nhưng mà em phải biết cứ đọc lắm. Nhưng mà thôi thì em phải em đọc. Ừ, quý là quý ở cái gọi là cái sự mà bạn này bạn giữ quá lâu. 9 năm xin cho bằng được cái chữ ký. Gặp chị là chị không có tặng đâu, chị tặng cái khác dễ mua hơn. Tặng cái sách đó mà không có chữ ký. Vậy là em đủ biết rồi đó ha. Ok ha. Dạ. Rồi đó, dạ. Ngồi nói chuyện đi. Sách này quý lắm á. Thực chất nếu một người nào khác thì họ không tặng cái sách có chữ ký đâu. Họ giữ làm kỷ niệm sẽ tặng vì một quyển sách nào em khác. Em ở nhà thì cứ tầm 3-4 giờ sáng là em toàn nghe sách nói không à. À vậy à. Dạ. Nhưng mà đọc sách rất là thú vị nha. Chúng ta nghe nói chưa chắc ta đọc. Ta đọc hay hơn nhiều, đọc mình cảm xúc hơn nhiều. Mình đọc mình nhớ nhiều hơn nữa đó. Mình tự đọc mình tưởng tượng. Đúng nó rồi. Ngộ lắm, không giống ai đó. Anh đã có hai cháu rồi á. Đúng thì rồi. Anh nếu như mà đi tiếp một bước nữa thì anh có ngại có thêm em bé không? À không, cái đấy thì anh không ngại. Dạ. Ừ. Vì nếu mà một gia đình mới thì mình phải có con cái để cho nó vui vẻ.
với hai nữa nó có cái sự ràng buộc. Yeah. Cái đấy thì anh không ngại, mà thậm chí là cũng phải có một hai đứa nữa. Đấy yeah. là chuyện là bình thường. Lúc mà anh chia tay với vợ cũ á, thì lý do có thể nói cho em lý do tại sao mà chị không cho anh gặp con không? Khi mà anh quyết định anh ly hôn rồi đấy, thì ly thân là 5 năm mà ly hôn đến nay cũng 3-4 năm rồi thì yeah. không còn tình cảm nữa thì ly hôn thì cô ta thì muốn là quay lại. Yeah. Nhưng mà anh quyết định không thì cái từ cái sự đấy trở đi là quyết không. Định là độc chiếm, không có muốn cho cho gặp. Vậy anh cũng không có cách nào để liên lạc với hai bé? À có chứ, có liên lạc thì thông qua các anh chị bên nhà bác thì vẫn biết bình thường, nhưng mà chẳng qua không trực tiếp thôi. Như em suy nghĩ như thế nào về cái chuyện hôn nhân? Em nghĩ là cái hôn nhân nó là cái phát triển cao hơn của tình yêu á, nên nó sẽ phải giúp mình thay đổi bản thân mình để phù hợp hơn với cái người bạn cùng với mình. Với thứ hai nữa là cũng giúp cho cả hai tốt hơn, thì đó là cũng một điều tốt. Thì em nghĩ hôn nhân cái ý nghĩa thiêng liêng của nó là như thế. Nếu chỉ kết hôn để có con thì không phải là suy nghĩ đó của em. Đúng rồi, vì sau cái chuyện hôn nhân đấy là cái chuyện mình sống cả đời. Dạ. Mà mình có duyên nợ mình mới đến nhau. Cái đấy thì anh biết. Còn trong hôn nhân đấy đã là vợ chồng ấy, thì phải là cùng một chí hướng. Đấy, cái đấy là quan điểm rõ ràng của anh. Dạ. Và với hai nữa, cha mẹ hai bên đấy là cũng phải là như nhau. Dạ. Có nghĩa là đối xử như nhau, không có phân biệt. Ý là mình đối xử cha mẹ mình như thế nào thì cha mẹ vợ mình đối xử, hoặc là cha mẹ chồng vợ như thế nào thì cha mẹ chồng mình cũng phải đối xử như thế. Cái đấy là quan điểm của anh. Đấy. Duy nói cho bạn gái biết mình có gia trưởng hay không? À không, gia trưởng thì anh không có gia trưởng. Và với hai nữa thì về nhà đấy thì nói chung là toàn bộ là bố mẹ quyết định hết, chứ còn anh không có quyết định gì hết. Mà với hai nữa, với các thứ em cũng không có quyết định. Vì mình vui vẻ là mình không có cái chuyện gia trưởng. Sao em về nhà là bố mẹ quyết định hết hả? Dạ thì ví dụ như nếu mà em mà muốn mua cái gì đó thì để ông bà ấy mua, chứ còn em cũng không quyết định là em mua cái gì đó, hoặc là em ấy không mua. Chuyện em muốn mua gì thì em có họ bố mẹ quyết định hay là em quyết định? Bố mẹ quyết định. Em muốn mua gì bố mẹ cũng quyết định luôn. Em ý là về nhà đấy, là về nhà là bố mẹ quyết định. Chứ còn ở trong đây thì em tự lập từ nhỏ. Đấy, chứ còn ở trong đây thì em quyết định. Thì vợ em muốn mua điều gì đó thì em quyết định hay là bố mẹ em quyết định? Không, cái đấy là em quyết định chứ vợ chồng quyết định chứ khỏe. còn để không... hỏi cho rõ cái chuyện đó nha. Nãy nói cái chuyện gì để bố mẹ em quyết định thì anh cũng hơi lo. Ý anh nói là về gia đình. Chứ còn chuyện nói chung ba mẹ quyết định là đúng đó. Nhưng mà có những cái điều riêng là mình phải quyết định, mình có phải có cái gọi là cái chứng kiến riêng của mình. Đúng rồi. Anh có ngại quen người nhỏ tuổi hơn quá không? Tại vì em cũng sẽ thường xuyên đi chơi, em cũng có nhiều bạn bè, mối quan hệ của em cũng rộng. Tại vì mình cũng làm ở công ty thì mình cũng có nhiều mối quan hệ với nhà cung cấp nè. Em sẽ có nhiều thời gian bên ngoài, nhưng mà vẫn có thể cân bằng ở việc ở nhà không? Thì nói chung công việc ấy thì anh không có ngại gì hết. Vì sao? Đấy là mình cái giao lưu xã hội, mình phải làm ăn là mình thế, kể cả anh cũng thế. Chứ không phải không, có mối quan hệ thì mới có làm ăn. Cái đấy là chuyện không sợ. Vì nếu mà đã một người đi rồi thì một người ở nhà phải đạo diễn. Thì cái đấy thì giữa cái đấy là anh cân bằng được hết. Thế nên không sợ. Đấy là nếu mà về gia đình. Vì anh đã là quá là vấp ngã với hai đứa trưởng thành rồi. Thì anh hiểu được cái gia đình như thế nào rồi. Nếu mà có cuộc tranh luận quyết liệt thì ai trong hai người sẽ là người xuống nước và xin lỗi? Nếu mà nói về cãi nhau, ví dụ xô xát ấy, hai vợ chồng ấy, thì tốt nhất là anh, thì anh cũng chẳng có muốn nói nhiều. Chỉ nói một hai câu, còn nói nhiều quá ấy, thì anh cũng như bố anh thôi, thì lửng đi sang nhà khác xong rồi về. Nói, nhà khác là nhà nào anh? Ý là ở quê là sang nhà bên cạnh rồi chơi tí rồi bắt đầu nó... Em tưởng qua nhà cô khác. Không, ở quê thì nhà hàng xóm. Đấy, như thế. Chúng ta đã lỡ một lần đò đó, bao giờ chúng ta có thể sắm đò mới đi tiếp nào? Tại vì ba mẹ em cũng lo em là tuổi cũng lớn rồi đó, thì nên ba mẹ cũng đốc thúc đi cái chương trình này cũng lâu lắm rồi. Mình đi cũng là một cách để mình thử xem là cái việc mà mình đang muốn làm á, mình có làm được hay không. Với thứ hai nữa là mình cũng muốn để cho ba mẹ vui lòng. Nhưng mà em nghĩ lên đây rồi thì có lẽ là em tìm hồ sơ để phù hợp á, cũng đã lâu rồi. Thì nếu mà gặp được anh thì cũng là một cái duyên. Em nghĩ nếu mà dành thời gian tìm hiểu thì em có thể tìm hiểu từ khoảng 6 tháng đến 1 năm thì có thể đám cưới. Thì nếu mà mình đã về, ví dụ về một nhà đấy, thì tất nhiên là mình phải về một giường một mối cùng phát triển. Chứ còn mỗi người làm một cái thì nó tất nhiên là nó cũng ấy hơn. Đấy, mỗi người nơi cũng mệt ha. Dạ, cũng hơi mệt.
Mình mong con trai hay con gái? Thì con, nói chung là con nào cũng được anh. Con nào cũng được hả? Thời buổi giờ con nào cũng được. Còn em? Em cũng vậy luôn, con nào cũng được. Đúng rồi, con cái là trời sinh. Bây giờ thế này, Duy bước tới nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mà bạn mình đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Nghĩ sao đối vậy? Cảm xúc từ nãy giờ thế nào? Xác định mình đến với nhau ấy, thì anh cũng là cái chỗ dựa cho em, che cho em lúc mưa lúc nắng. Okay. Thật ra thì tại vì công việc thì em rất là mạnh mẽ với tự lập, nhưng mà tất nhiên là phụ nữ thì sẽ luôn luôn có những cái lúc mà yếu đuối á, thì em cũng mong là cái đấy anh che chở được. Dạ. Ok. Thì anh cũng hứa coi như nếu mà có chuyện gì đấy thì anh sẽ là cây cổ thụ chống cho em. Dạ. Cảm ơn. Cứ nắm tay để ta trao nhau những cảm xúc để xem khi mà buông tay ra mình có gọi là sao xuyến gì hay không. Thì nhìn nhau đi, hát một đoạn nào đó. Em sẽ hát bài Ta Có Hẹn Với Tháng Năm nha. Hẹn nhau giữa tháng năm, khi trời đang nắng, hoa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tươi mát những lắng lo, ngày bên nhau đón đưa, tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta. Như thế, vì có em, đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng. Dạ xong. Hay quá vậy. Bạn gái hát rất hay nha. Bạn gái này là hơi bị đa tài đó nha. Tháo vát xinh xắn. Đúng rồi, mà người mà đọc sách nữa đó là còn tuyệt vời hơn nữa. Detox không khí từ trong ra ngoài. Hai bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân, chúng ta đã nắm tay nhau, đã nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa con tim của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó, không cần đếm. Nếu không đúng, không cần bấm. Quyền quyết định của các bạn, bấm là phải có trách nhiệm với nó nha. Rồi. Nào, sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Trời ơi, nhịp tim rất là đồng đều luôn. Rất đều. Đấy, hãy nắm tay nhau. Bắt đầu từ bây giờ, không phải bắt tay. Nào, nắm tay thế nào? Xen tay vào nhau nào. Thấy chưa? Tình yêu bây giờ 4.0 này nha. Nhanh gọn lẹ. Không là bạn mình nó nhanh hơn mình đó. Hiền, nhát nữa. Anh nghĩ rằng là em gái cũng có thể chủ động trong tất cả mọi công việc. Bây giờ đừng có lo. Quan trọng là hạnh phúc của chúng ta thôi. Nào, hãy nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Dạ, con chào hai bác ạ. Chào anh. Con cũng xin phép cho con được tìm hiểu em Thúy. Nếu mà đi đến được với nhau thì con cũng là chỗ dựa và che chở cho em suốt đời. Và xin phép luôn hai bác cho con xin hôn em Thúy. Cái hôn đầy yêu thương. Dạ, con xin phép ạ. Thôi, em xin phép nhé. Hãy cố gắng giữ lấy mối tình này. Hãy cố gắng để phát triển cái tình yêu nó thăng hoa. Hãy cố gắng chúng ta làm nhanh, gọn, lẹ. Có thể từ đây tới cuối năm luôn nha. Hôm nay thì cái sự chứng kiến của gia đình, anh nghĩ rằng là một cái cuộc hội ngộ, một cái duyên và một cái nợ đó đã gần đến rồi đó. Cố gắng nha, cố gắng lên nào. Đừng buông tay ra, nắm lấy tay nhau. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ phong ba bão tố nào, nếu thật sự có yêu nhau, hãy nắm tay nhau nha. Chắc chắn rồi.